Thưa quý vị, từ đầu nhiệm kỳ năm 2020-2025 đến nay, huyện Xuyên Mộc tập trung triển khai đầu tư các công trình dự án chỉnh trang đô thị nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, cũng là tạo đà xây dựng phát triển hình ảnh vùng quê Xuyên Mộc đáng sống, đáng đến với du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch chất lượng cao tại địa phương. Đặc biệt, năm 2023, Xuyên Mộc được tỉnh chọn là một trong ba địa phương trọng điểm cùng với thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo thực hiện năm chỉnh trang đô thị, càng đẩy mạnh các phong trào hoạt động nhằm khoác áo mới tinh tươm, khang trang, sạch đẹp. Diện mạo vùng quê Xuyên Mộc được thay đổi như thế nào? Tiêu điểm 60 cộng trưa nay sẽ đề cập đến. Trời, em đến đây là em bất ngờ lắm, em thấy trang trí sao mà nó đẹp và nó đặc biệt hơn mọi năm rất nhiều không chị? Huyện Xuyên Mộc mình thay đổi rất là nhiều, nó thể hiện cái sự phát triển của huyện Xuyên Mộc của chúng ta, càng ngày càng phát triển, càng ngày càng phồn vinh. Được triển khai sâu rộng đồng bộ, phù hợp với đặc thù từng địa bàn, vai trò của người đứng đầu được phát huy mạnh mẽ. Phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn Xuyên Mộc tạo sự lan tỏa rộng khắp. Hàng loạt tuyến đường, khuôn viên công cộng, những khu đất công nhếch nhác trở nên sạch đẹp ngăn nắp. Tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè, đậu xe không đúng nơi quy định được giải quyết rốt ráo. Cái huyện Xuyên Mộc thay đổi rất là nhiều. Mấy năm nay là cờ hoa đường phố từ phường xóm ngõ đều là cảnh quan rất đẹp, đô thị văn minh. Tôi thấy nơi đây rất đẹp, tôi rất ngạc nhiên và thích thú. Dành khoảng 70 tỷ đồng cho công tác chỉnh trang đô thị trong năm 2023. Xuyên Mộc đã hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên quốc lộ 55, đoạn qua thị trấn Phước Bửu, đường 27 tháng 4, xây dựng khu phố đêm huyện Xuyên Mộc, công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm giai đoạn 2 và giai đoạn 3, bãi tắm công cộng Bông Trang, đồng thời đầu tư xây dựng 4 công viên tại các xã Bình Châu, Hòa Hội, Bông Trang, Bào Lâm. Đầu tư mở rộng cái đường Hồ Tràm, rồi khu đi bộ, rồi cầu ngắm biển, rồi bãi tắm công cộng, thì người dân rất đồng tình. Và đặc biệt là có cái nội bộ của huyện này đoàn kết tốt, thành ra làm mọi công việc là đồng lòng hết sức. Và đặc biệt là cái sự năng động lãnh đạo của cán bộ huyện ở đây, là các ông chí cũng có cái trách nhiệm, có cái tinh thần dám nghĩ dám làm, nên phấn đấu để hoàn thành các cái mục đích, có những cái mong muốn của người dân Xuyên Mộc. 25 tuyến đường hoa với chiều dài khoảng 8,5 km và các thảm cỏ tại các khu đất công cũng đã hình thành tạo mảng xanh, môi trường sạch đẹp. Ngoài cái việc mà toàn dân làm cho Xuyên Mộc đẹp, toàn cả hệ thống chính trị chung tay vào đẹp, thì chính vì cái sự thay đổi trước và sau đó, cho nên là cũng truyền cái cảm hứng tích cực cho mọi người. Người ta thấy chỉ cần mỗi người nỗ lực một chút thì cái nơi mình sống nó sẽ đẹp hơn. Cảnh quan môi trường thay đổi, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, tạo thêm niềm tin của nhân dân vào đảng, vào chính quyền, cũng là tạo điểm nhấn thu hút đầu tư vào huyện. Cái chất lượng đô thị cũng như chất lượng cảnh quan, chất lượng sản phẩm du lịch của địa phương ngày càng phát triển, thì đó mới là cái nền móng phát triển lâu dài, giúp ích cho ngành du lịch của địa phương và cũng như là cái những cái doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch thì được gọi là cộng hưởng, nhận được những nhiều lợi ích từ cái sự phát triển chung đó của địa phương. Năm 2024, Xuyên Mộc tiếp tục chọn thị trấn Phước Bửu là đơn vị kiểu mẫu về chỉnh trang đô thị để kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn. Khu vực ngã tư Hồ Tràm và ven biển Hồ Tràm tiếp tục là trung tâm để chỉnh trang đô thị. Các xã còn lại, mỗi xã chọn một khu vực trung tâm hoặc một ấp để xây dựng đơn vị kiểu mẫu về chỉnh trang đô thị. Từ nền tảng trong chỉnh trang đô thị, huyện Xuyên Mộc tiếp tục kêu gọi người dân ủng hộ và chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện các phong trào dọn vệ sinh, tạo cảnh quan, môi trường, xanh, sạch đẹp. Thành công trong công tác chỉnh trang đô thị có ý nghĩa quan trọng giúp cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc ghi dấu ấn trong năm 2023. Thành công này trước hết là nhờ vào sự quan tâm đầu tư nguồn lực của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, cùng chung sức xây dựng phát triển địa phương, góp phần đổi mới vùng quê của huyện khang trang tươi đẹp, để huyện Xuyên Mộc nói riêng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung trở thành nơi đáng đến, đáng sống.